kết nối tri thức. Như Thảo rất hân hạnh gặp lại quý thính giả trong chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 20:45 hàng ngày, phát lại lúc 8:30 sáng hôm sau và đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Các bạn thân mến, trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không tránh khỏi những mâu thuẫn, xung đột, va chạm đối với người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Để giải quyết và vượt qua những mâu thuẫn đó, đòi hỏi chúng ta phải thật khéo léo, tìm cách giải quyết hợp lý, tránh mất lòng mọi người, giúp cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Cuốn sách truyền tải các thông điệp về tâm lý giáo dục, cách dung hòa mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình rất cần thiết trong xã hội hiện nay. Gerard Salem là nhà văn, bác sĩ tâm thần học về tâm lý trị liệu gia đình. Thông qua hình thức những bức thư, cuốn tiểu thuyết đã mang đến một câu chuyện đầy ý nghĩa cùng những tình cảm và hiểu biết tinh tế của chính ông. Đồng thời tác giả đã thể hiện sự am hiểu của mình trên rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật, từ văn học đến âm nhạc, điện ảnh và đặc biệt là hội họa trong tác phẩm. Những chi tiết đặc sắc này không chỉ mang đến bức tranh sinh động về văn hóa văn nghệ của phương Đông và phương Tây, chúng còn là một liệu pháp điều trị liệu nghệ thuật. Quý vị thân mến, cuốn tiểu thuyết này được kể dưới dạng những bức thư tay. 50 bức thư của các thành viên trong gia đình 4 thế hệ. Trong thư, các nhân vật kể về quá khứ với những xung đột trong gia đình, những bất hòa giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em, do tình đã làm tình cảm ruột thịt bị xa cách chia lìa, khó có thể hàn gắn. Gia đình nhiều thế hệ sẽ có những thuận lợi và khó khăn riêng trong quá trình chung sống với một mái nhà. Mỗi thế hệ sẽ có cách sống riêng, quan điểm, tư tưởng, cách nhìn nhận cuộc sống cũng khác với thế hệ khác. Những bức thư của mỗi thành viên đã dần hé lộ cho chúng ta biết những màn kịch mà mỗi gia đình phải gánh chịu. Vấn đề của từng người tuy riêng, nhưng là một khối không thể tách rời. Trưởng thành khi biết khoan dung còn là cuốn tiểu thuyết viết dưới dạng biện pháp trị liệu, thông qua hình thức viết thư tay. Viết trị liệu là một liệu pháp biểu cảm sử dụng hành vi viết và xử lý chữ viết như một cách để điều trị. Viết trị liệu cho rằng khi một người viết ra cảm xúc của mình sẽ giúp làm giảm những tổn thương trong tình cảm. Liệu pháp này giúp các bệnh nhân đối phó với những bệnh về tâm thần và thể chất, đặc biệt là các bệnh nhân mất đi người thân, bị bỏ rơi và lạm dụng chất gây nghiện cần được điều trị tâm lý. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Kết nối tri thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bệnh nhân có nhiệm vụ là viết thư gửi cho những người được chọn còn sống hoặc đã khuất, sau đó nhận những hồi đáp giả định từ người nhận. Như vậy, tác giả đã khéo léo khắc họa từng nhân vật là đại diện cho các căn bệnh tâm thần và những vấn đề tâm lý mà con người hiện đại qua nhiều thế hệ trong gia đình và ngoài xã hội hay mắc phải. Đồng thời, ông lồng ghép vào mỗi lá thư phương pháp điều trị riêng cho từng trường hợp. Dù các thành viên trong gia đình có mối liên kết vô hình bởi tình cảm ruột thịt, cũng chính tình cảm ruột thịt đã giúp người ta bao dung hơn, mở lòng để tha thứ cho người khác và cho chính bản thân của mình. Ở lá thư cuối cùng là kết thúc mở về tương lai tốt đẹp và hạnh phúc. Tuy tất cả chỉ là tưởng tượng của một đứa trẻ,
Nhưng quan trọng là mỗi người chúng ta đã bước ra khỏi những trang thư để tự giải cứu chính tâm hồn của mình. Quý vị thân mến, Trưởng thành khi biết khoan dung là cuốn sách giúp hàn gắn những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, giúp mỗi người biết cách dung hòa mọi mối quan hệ thông qua biện pháp trị liệu nghệ thuật. Bất cứ ai cũng có thể áp dụng liệu pháp này, từ người già đến trẻ nhỏ. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách Trưởng thành khi biết khoan dung tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 20h45 phút hàng ngày, phát lại lúc 8h30 phút sáng hôm sau và đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh Phát thanh, Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Tri thức là vốn hiểu biết không bao giờ cạn kiệt. Hãy cùng chúng tôi lan tỏa những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.